Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận từ lâu đã nổi tiếng là một thành phố biển xinh đẹp của nước ta. Và ngày hôm nay, Hữu và các bạn sẽ cùng nhau khám phá thành phố này. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá đường phố nơi đây với những con đường nội ô, đường ven sông, đường ven biển, v.v. Khám phá chợ Phan Thiết với rất là nhiều điều thú vị, cũng như khám phá cuộc sống của bà con nơi đây. Và tất nhiên cũng không quên thưởng thức hết tất cả các món ăn ngon chữ danh của Phan Thiết. Người ta bảo nhau là mất cả tháng trời mới có thể thưởng thức hết được món ngon ở nơi đây. Giờ các bạn cùng mình đi khám phá tất cả nha. Đầu tiên chắc có lẽ Hữu và các bạn nên tìm hiểu một chút về vị trí địa lý của tỉnh Bình Thuận nói chung và thành phố Phan Thiết, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nói riêng. Đây là tỉnh Bình Thuận nằm ở vùng Duyên Hải Nam Bộ, miền Trung của Việt Nam. Phía Bắc của tỉnh Bình Thuận giáp với tỉnh Lâm Đồng, phía Đông Bắc giáp với tỉnh Ninh Thuận, phía Tây giáp với tỉnh Đồng Nai, phía Tây Nam giáp với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và phía Đông và Đông Nam giáp với Biển Đông. Còn đây là thành phố Phan Thiết, thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bình Thuận, cũng là nhân vật chính mà ngày hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá. Nhìn từ trên cao, dòng sông Cà Ti chia thành phố ra làm hai phần. Phần nhỏ như một bán đảo là phần thương mại, nơi có chợ Phan Thiết, khu chợ lớn nhất của thành phố. Và phần còn lại tập trung rất là nhiều cơ quan hành chính của nhà nước. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá khu bán đảo thương mại này trước. Và bắt đầu từ con đường Trần Hưng Đạo, tiếp tục chạy tới khu cầu cùng tên, cầu Trần Hưng Đạo, đang bắc ngang con sông Cà Ti. Đi luôn nào các bạn ơi! Những hình ảnh đầu tiên của Hữu đang gửi đến các bạn lúc này là con đường Trần Hưng Đạo, con đường huyết mạch dẫn vào trung tâm thành phố. Do là con đường chính nên các bạn thấy nhà cửa hai bên khá là khang trang với các khách sạn, ngân hàng, tòa nhà văn phòng và cơ quan hành chính nhà nước ở đây. Còn đây là cây cầu Trần Hưng Đạo đang bắc qua sông Cà Ti, nối hai bờ thương mại và hành chính. Giờ quay lại để khám phá một chút chợ Phan Thiết, ngôi chợ lớn nhất của thành phố này nha các bạn. Từ đường Trần Hưng Đạo, chúng ta sẽ rẽ trái qua đường Nguyễn Du để đi qua chợ. Chợ Phan Thiết bao gồm hai cái nhà lồng mái màu cam cam khổng lồ như vậy đó các bạn. Hữu đang tiến tới mặt trước của chợ. Giờ thì ngắm chợ một chút và đi vòng vòng quanh chợ để khám phá khu chợ này nha. Xung quanh chợ người ta bán đủ loại hết, cá mắm, cây trái, gỏi bánh này kia. Và không thể thiếu đó là các món ăn đặc sản ở nơi đây. Đây đây, bên kia đường là đang bán mấy món liên quan đến mực như chả mực chiên, chả mực hấp, răng mực chiên. Toàn là món bắt buộc phải ăn khi đến đây thôi. Và mình cũng đã ăn rồi, nhưng mà mình sẽ phát ở tập sau nha các bạn. Cô này có bán thêm một, à mà không, tới hai món đặc sản. Một là cá chả hấp và hai là bánh quai giạt, hay trong Nam của mình gọi là bánh bột lọc. Tiếp tục lại là một mâm cá chả hấp. Mới đầu mình còn tưởng đâu là mắm chưng không đó các bạn. Bình Thuận là tỉnh có đường bờ biển dài lên tới 192 cây số, nên hải sản ở đây phải nói là vô cùng dồi dào và phong phú luôn. Để mình xem ngày hôm nay mình có bắt gặp được con thủy quái nào siêu to khổng lồ ở đây không nha. Cô này đang bán tôm gà nè. Ngoài bán cá biển ga thì họ còn bán cá nước ngọt như cá ba sa, cá da trơn nữa. Kế tiếp Hữu đang đi đến khu vực rau củ quả. Và ở giữa hai cái nhà lồng này có thêm một cây cầu để các bạn đi qua lại cho tiện. Ở hai bên cửa chợ thì các cô bán bánh trái quá trời. Bên trong chợ là cả một thiên đường ẩm thực tinh tế nhất của Bình Thuận luôn đó mọi người, mà mình sẽ khám phá ở tập phim sau nha. Giờ thì đi tiếp đây. Ây cha, tới cái xề này là muốn đi không nổi, xề đặc sản. Khô mắm bạc ngàn mà được bọc sẵn cho nên là mua, căng và đem về ăn thôi. Có khô đóng hộp, rồi muối tôm đóng hộp, rồi có cả nước mắm Phan Thiết. Nước mắm Phan Thiết cùng với nước mắm Phú Quốc là hai trong những thương hiệu nước mắm rất nổi tiếng của Việt Nam của chúng ta. Lại là một xề đặc sản địa phương nữa đây, đó là cá chả chiên, rồi có luôn cá chả hấp và có cả bánh quay vạt.
Tới khúc này là bắt đầu bán bánh tráng các loại. Đang ở Phan Thiết mà mình tưởng đâu là ở Tây Ninh không chứ. Ở Bình Thuận có một sản vật rất là kỳ diệu, đó chính là nước khoáng Bình Thuận. Và người Chăm Ba là người đầu tiên phát hiện ra điều kỳ diệu này. Vào thế kỷ thứ 13, người Chăm Ba đã chữa khỏi bệnh phong cho vua Chế Măng của họ và đã đặt tên cho dòng suối này là dòng suối Vĩnh Hảo, có nghĩa là đời đời tốt đẹp. Người Pháp cũng khai thác nước khoáng Vĩnh Hảo từ năm 1920. Nước khoáng Vĩnh Hảo đã được nổi tiếng trong nước và đang từng bước vươn ra xuất khẩu trên thị trường các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới. Nãy giờ chúng ta chỉ mới đi qua đặc sản nhỏ nhỏ thôi. Đây mới chính là đặc sản to bự của tỉnh Bình Thuận đây các bạn. Đó chính là thanh long. Vì nơi đây được cho là vùng thủ phủ trồng thanh long lớn nhất của Việt Nam, với khoảng 22.000 hecta, chiếm tới 70% tổng diện tích thanh long của cả nước. Giờ thì tiếp tục đi qua chợ luôn, để đến với khu vực bờ sông Cà Ti, nơi có những chiếc cầu bắc qua. Đây là cây cầu đầu tiên chúng ta thấy trên con sông này, có tên là cầu Dục. Năm 2018, tỉnh Bình Thuận đông dân thứ 32 về dân số, với dân số là 1.231.000 người, đứng thứ 54 về tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, đạt 81.325 tỷ đồng, tương ứng với 3,3 tỷ USD. Xếp thứ 26 về GDP bình quân đầu người, đạt 66 triệu đồng, tương ứng với 2.881 USD trên một năm. Nhìn chung, các chỉ tiêu này đều ở mức trung bình nha các bạn. Tiếp đến là cây cầu Lê Hồng Phong. Và đối diện qua với cầu là một quảng trường nhỏ nhỏ. Còn nhìn qua bên kia bờ sông thì các bạn sẽ thấy một cái tháp nước màu vàng vàng. Mặc dù nó không có lớn lắm và cũng khá là đơn sơ, nhưng đó lại là biểu tượng của thành phố đó các bạn, vì nó có tuổi đời cả trăm năm tuổi rồi. Cụ thể là được người Pháp xây dựng vào năm 1928 và được hoàn thành sau đó 6 năm vào năm 1934. Có một điều này rất là đặc biệt nè, là bản thiết kế của nó là do Hoàng Thăng Suphanuvong ở bên Lào, khi đó ông là một du học sinh của một trường tại Việt Nam vẽ nên. Còn đây là cầu Trần Hưng Đạo, từ đoạn này đổ ra biển được coi như là cửa sông của con sông Cà Ti, nên giờ các bạn thấy là tàu bè neo đậu rất là nhiều. Và ở cuối cửa sông là một cái cảng cá cho tàu thuyền đánh bắt hải sản cập bến vào. Giờ thì các bạn cùng mình đi đến đó tham quan một chút nha. Có rất là nhiều tàu bè neo đậu ở đây, nhưng mà có điều sông này hơi nhiều gác hay các bạn. Khi nói đến Bình Thuận thì chúng ta đều nghĩ ngay đến là một tỉnh thuộc về miền Trung, cụ thể ở đây là Nam Trung Bộ. Nhưng thực tế nó không phải đơn giản như vậy đâu các bạn, mà nó có sự nhập nhằng về việc xem xét Bình Thuận nên thuộc về Đông Nam Bộ hay là Nam Trung Bộ. Cụ thể như sau, đối với quan điểm Bình Thuận thuộc về Đông Nam Bộ thì theo Tổng cục Thống kê của Việt Nam, xếp Bình Thuận cùng Ninh Thuận vào Đông Nam Bộ. Còn website của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam cũng xếp hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận vào Đông Nam Bộ luôn. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng xếp Bình Thuận vào Đông Nam Bộ theo tọa độ địa lý và các đơn vị hành chính. Về mặt thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận thuộc hệ thống các đài truyền hình miền Đông Nam Bộ. Về mặt văn hóa, Bình Thuận là một trong 21 tỉnh thành phía Nam có lịch sử đờn ca tài tử rất phát triển, mà đờn ca tài tử là dòng nhạc mang đặc trưng của riêng miền Nam Bộ. Hơn nữa, Bình Thuận cũng được xếp vào vùng xổ số kiến thiết miền Nam lưu hành, và công ty điện lực Bình Thuận cũng thuộc công ty điện lực miền Nam. Còn theo quan điểm Nam Trung Bộ, phần lớn sách báo, trong đó có sách giáo khoa, từ điển Bách khoa Việt Nam, từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam, website chính thức của tỉnh Bình Thuận và người dân địa phương đều xếp Bình Thuận vào vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Về địa lý, Bình Thuận có rất là nhiều địa điểm chung với các tỉnh Nam Trung Bộ khác, ít điểm chung với các tỉnh Đông Nam Bộ. Chẳng hạn như Bình Thuận có chế độ khí hậu mang nét đặc trưng của khí hậu bán khô hạn của vùng cực Nam Trung Bộ. Nhiều nắng, gió, mùa mưa Bình Thuận đến trễ hơn vùng Đông Nam Bộ. Địa hình của Bình Thuận theo dạng đồng bằng chân núi nhỏ hẹp, có thể dễ dàng nhìn thấy những dãy núi cao chạy xuyên suốt từ bất kỳ đâu.
giống như những tỉnh Nam Trung Bộ khác. Trong khi Đông Nam Bộ đắt lượng sống trên các bậc phù sa cổ và Bài Giang, về văn hóa và con người, giọng nói của người Bình Thuận tuy có phần nhẹ hơn các tỉnh Nam Trung Bộ, nhưng vẫn mang nét đặc trưng của con người vùng biển Nam Trung Bộ. Bình Thuận có văn hóa Chăm Pa lâu đời, giống như các tỉnh Nam Trung Bộ khác, còn Đông Nam Bộ thì không. Ngoài ra, tổ chức cấp nhỏ ở địa phương Bình Thuận có sử dụng thôn, trong khi các tỉnh Nam Bộ khác lại sử dụng ấp. Xét về mặt lịch sử, Bình Thuận chỉ được xếp vào Nam Kỳ trong khoảng thời gian một năm, là từ năm 1883 đến năm 1884, sau đó đổi lại về Trung Kỳ cho tới nay. Bình Thuận được xếp vào chi hội cấp thoát nước miền Trung, du lịch miền Trung, vân vân. Còn các bạn, theo các bạn thì Bình Thuận thuộc về Đông Nam Bộ hay là Nam Trung Bộ các bạn? Hãy cho Hữu và mọi người cùng biết luôn nha. Như vậy chúng ta đã tới được bến cảng, mà hình như bến cảng này nó tập kết vào buổi sáng hay sao ấy các bạn, cho nên giờ không thấy ai hết, mọi thứ khá là vắng. Đối diện qua bên kia cửa sông là cảng tàu du lịch, cho du khách đi ra các đảo ngoài khơi xa của tỉnh Bình Thuận như là đảo Phú Quý chẳng hạn. Chạy sâu vào bên trong là các nhà kho săn bãi để tập kết hải sản. Sau cái tòa nhà này là một lượng rất lớn các tàu neo đậu để thuận tiện lên hải sản. Tòa nhà rất là lớn và tàu neo đậu cũng khá là ngăn nắp luôn ha các bạn. Ngoài việc đánh bắt cá bằng ghe tàu, bằng các phương tiện hiện đại ga, thì ở đây các bạn cũng có thể thấy là họ còn dùng các thiền thúng khá là thô sơ để đánh bắt cá. Đây mọi người, thiền thúng ở khu này rất là nhiều. Thuyền thúng nào cần sửa chữa, bảo trì thì cho lên bờ luôn. Ở đây còn có thêm một cái đê chắn sóng để làm chỗ cho các tàu trú ngụ. Nhìn lại biển khúc này nha các bạn, phải nói là rác không là rác các bạn ơi. Giờ thì tiếp tục qua phần bên kia của con sông Cà Ti để khám phá bên đó nha các bạn. Mà cách nhanh nhất để đi qua bên đó là đi vào cái cầu Trần Hưng Đạo, rẽ phải vào con đường Phạm Văn Đồng, kẹp con sông Cà Ti để đi xuống bến. Mình đi đúng lúc ghe bắt mấy con cúm đang vô, cho nên các bạn thấy người ta đang ngồi gỡ bán tại đây luôn. Đây là lần thứ hai mình thấy con này, lần đầu tiên là ở Cần Giờ và mình cũng đã phát tập phim ở Cần Giờ đó cho các bạn xem rồi đó. Bạn nào chưa xem thì vào kênh của mình xem nha. Nhưng mà ở lần đó thì nó đã chết rồi, còn lần này là mình thấy nó vẫn còn đang sống luôn nè. Con cúm này chủ yếu người ta lấy cái càng của nó bán thôi. Còn cái mình của nó thì mình rất là ngạc nhiên khi cô kia bảo là bỏ, còn không là cho người khác, ai muốn lấy cũng được. Bộ cái mình của nó không có thịt hả mọi người? Thấy bỏ ổn quá trời. Ủa chị, cái càng con đó là con gì vậy chị? Hả? Con cúm hả? Dạ. Bao nhiêu ký lận chị? Hả? Càng đó bao nhiêu ký lận? Đấy, cục mà hết rồi em à, cái này ớt em à. À vậy hả? À, vậy nè. Bây giờ được rồi, em cảm ơn. Dạ. Trời ơi, dính nhiều dữ vậy đó hả? Ủa chị, cái con mập mập mà ú ú đó là con gì vậy chị? Anh gì vậy? Cùm cụm hả? Ô ngồi vậy. Con đó nhiêu ký lận? Ồ vậy hả? À. Ôi, cái mình thì cho nha các bạn, còn cái càng thì bán nha. Ủa cái mình nó ăn không ngon hay sao anh? Dạ dạ. Trời ơi, sao mà mình dính nhiều dữ vậy?
đi tiếp luôn nè. Đây là cái bến tàu du lịch mà hồi nãy bên kia sông chúng ta có thấy đây. Nó các bạn, bên này là biển du lịch cho nên sẽ đẹp hơn bên kia. Và giờ chúng ta sẽ chạy trên con đường Lê Lợi, một con đường cũng rất là sát biển, để đến với khu biển công cộng nơi đây, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Thuận. Ở đây thì các bạn thấy có một cái nhà thờ, và nhà thờ này có tên là Giáo xứ Vinh Phú. Đối diện qua nhà thờ chắc có lẽ là một khách sạn quá các bạn, rất là hoành tráng và cao tặng luôn. Đi tới khu này là bên phải của mình không còn nhà cửa gì nữa, mà các bạn ở đây có thể nhìn thẳng ra tới biển luôn. Chắc có lẽ đây là ranh giới của khu biển công cộng rồi mọi người. Đó, chúng ta bắt đầu đi tới những công viên sát biển rồi. Và con đường Hữu Đăng chạy sẽ chia khu này ra làm hai bên. Bên trái là các dãy nhà cao tầng, còn bên phải là công viên hẹp và biển. Tuy vậy, quy mô của con đường này không thể nào so sánh được với những con đường ở Nha Trang, Đà Nẵng hay Vũng Tàu rồi các bạn. Chúng ta bắt đầu vô tới khu khách sạn mặt biển rồi đây, nên các bạn thấy là khách sạn tới tấp luôn. Nhưng mà giờ trước khi đi tiếp, chúng ta xuống hẳn bãi biển để tham quan một chút nha. Hello các bạn, lại là Hữu đây. Thì như mình có nói hoài á, khi đến thành phố biển nào á, mình cũng sẽ làm một điều như vậy, đó là xem cát và nước ở khu vực đó nó có đẹp không các bạn. Rồi bây giờ Hữu cũng đang tiến ra ngoài bãi biển để tham quan nó nè. Các bạn cùng đi với Hữu luôn nha. Bây giờ Hữu sẽ quay camera ra mặt trước để cho các bạn xem nha. Hiện tại thì cũng có một vài người đang tắm biển ở dưới bãi biển. Một bãi biển theo mình là khá là dài luôn mọi người. Nhưng mà có điều là cát nó sẽ không được trắng hoặc là vàng lắm ha. Nó hơi nâu nâu đen đen xíu. Nhìn chung thì nước biển nó cũng khá là trong đó mọi người. Và mặc dù là cát không có trắng lắm nhưng mà được một cái là rất dài. Bây giờ các bạn đi xuống dưới bãi biển chơi với mình nha. Đây các bạn, cát nó nâu nâu ha. Nhưng mà nhìn chung thì nó cũng là rất là mịn và theo mình thì tương đối cũng ở mức độ khá và chấp nhận được. Gió quá. Ui. Rồi đi tiếp luôn nha các bạn. Khu này thì toàn là khách sạn, nhưng đối diện qua đường thì lại là một khu toàn building biệt thự không. Mình thật sự không biết đây là một khách sạn được xây dựng theo kiểu cổ kính hay là một tòa lâu đài của một vị đại gia nào đó, mà nó bự không khác gì một cái khách sạn các bạn. Sau lưng nó lại có thêm 3-4 cái lâu đài nữa và đều được xây dựng theo kiến trúc của phương Tây trước đây. Qua khu này chúng ta tới tiếp tục một cái vòng xoay ngã tư. Và trên vòng xoay đó là tượng đài của ông Lý Thường Kiệt. Sau lưng lại tiếp tục là một cái biệt thự. Phải nói là khu này có khá là nhiều biệt thự luôn mọi người. Thank you.
Ocean Coffee. Rồi, giờ chúng ta sẽ quay lại để khám phá những con đường trung tâm nha. Và đến với con đường được cho là hoành tráng nhất, lớn nhất của thành phố này. Vì đây là nơi tập trung của hàng chục cơ quan nhà nước nòng cốt đều có mặt tại con đường này. Đó chính là con đường Nguyễn Tất Thành. Đây mọi người, một con đường rất rộng và bài bản với những công trình trọng điểm. Và tòa nhà đầu tiên trên trục đường này đó chính là tòa nhà của ngân hàng Vietcombank. Đối diện qua là các căn biệt thự khác. Và có lẽ đây là căn biệt thự lớn nhất, hoành tráng nhất từ nãy giờ mà chúng ta bắt gặp. Nó bự đến nỗi không khác gì một tòa lâu đài trong truyện cổ tích luôn các bạn. Nhìn như vậy các bạn mới thấy hết được sự to lớn của nó. Những công trình xung quanh của nó lúc này mới nhỏ bé làm sao. Nhìn nó quá trời đồ sộ rồi, không biết là của nhà nước hay là của tư nhân nữa. Nếu là của tư nhân thì chắc chắn đây phải là một vị đại gia rồi đúng không các bạn? Phía trước là một loạt các công trình của nhà nước, như bên phải các bạn thấy có bưu điện, sở tài nguyên môi trường, sở lao động thương binh và xã hội, trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh, nhà hát Phan Thiết, sở xây dựng và siêu thị Copmart ở cuối con đường. Còn bên trái chúng ta có trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, sở giáo dục và đào tạo, sở tư pháp Bình Thuận, sở khoa học công nghệ, vân vân. Gần như các cơ quan nhà nước đều nằm trên con đường này hết các bạn, cho nên đi làm thủ tục giấy tờ chắc chắn sẽ khá là tiện lợi đây. Đi cuối đường là hình ảnh của một cái vòng xoay khổng lồ có tên là vòng xoay Lê Duẩn. Và trên nó có một cái đài tưởng niệm được gọi là đài tưởng niệm chiến thắng. Phải nói là vòng xoay của chúng ta rất là lớn luôn các bạn. Như chúng ta biết thì cao tốc Dầu Dây Phan Thiết mới được thông xe. Điều đó đã làm cho vùng kinh tế Phan Thiết kết nối được với vùng kinh tế năng động và đông dân bậc nhất của cả nước là Đông Nam Bộ, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và cả Vũng Tàu, vân vân. Mở ra một thị trường khách du lịch tiềm năng cho Phan Thiết và từ đó phá vỡ thế độc tôn của du lịch biển ngắn ngày ở vùng Đông Nam Bộ mà trước đây chỉ đi đến Vũng Tàu, giờ có thể đi đến cả Phan Thiết vì thời gian rút ngắn hơn xuống còn khoảng 2 tiếng thay vì 5-6 tiếng như trước đây. Có lẽ vì sợ đánh mất vị thế mà ngay sau khi có thông tin cao tốc Dầu Dây Phan Thiết được khai thông thì Vũng Tàu cũng đã ngay lập tức tung ra quy hoạch vùng bãi biển của mình, làm cho nó trở nên hoành tráng và đẳng cấp hơn. Đúng là có sự cạnh tranh thì mới có sự phát triển đúng không các bạn? Giờ thì chúng ta tiếp tục chạy thẳng vào con đường Trần Hưng Đạo. Để đi ra vùng rìa một chút, chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều công trình có kiến trúc khá là ấn tượng như cái bùng binh và tòa nhà màu trắng này. Tòa nhà điện lực Bình Thuận. Tập đoàn Rạng Đông. Cục thuế tỉnh Bình Thuận. Chi cục hải quan. Cửa khẩu cảng Bình Thuận.
Và có lẽ điều ấn tượng nhất là nằm ở đây, một cái bùng binh hình trái thanh long, một loại trái cây đặc sản của tỉnh Bình Thuận này. Đưa nó ra làm vòng xoay cũng là một cách quảng bá và chỉ ăn nó, cho những đóng góp của nó cho bà con nơi đây. Thấy cái tòa nhà hoành tráng này là các bạn đã biết chúng ta vừa đi qua một vòng của trung tâm thành phố này rồi đúng không? Và những thước phim này cũng là những thước phim cuối cùng về một buổi sáng khám phá thành phố Phan Thiết. Chia tay thành phố này vào ban ngày để Hữu nghỉ ngơi một chút, ăn uống một chút, tắm rửa một chút, rồi lại tiếp tục đưa mọi người khám phá thành phố này về đêm. Những thước phim đầu tiên của toàn cảnh thành phố về đêm. Cũng như buổi sáng, chúng ta sẽ bắt đầu tại con đường Trần Hưng Đạo để tiến lại gần dòng sông Cà Ti. Và trước khi đi qua phần bên kia của bờ sông, cùng mình dạo một vòng khu chợ Phan Thiết về đêm nha. Về đêm, chợ Phan Thiết gần như không có hoạt động gì, chỉ có một vài sạp bán đồ ăn thức uống. Giờ thì chạy xe qua mé sông luôn nha, cầu Lê Hồng Phong và tháp nước đã được lên đèn. Còn đây là cầu Nguyễn Trung Trực. Rẽ phải vào con đường Phạm Văn Đồng, con đường ven sông Cà Ti lúc này đã trở thành khu phố ẩm thực về đêm rồi các bạn. Sự phát triển du lịch của Phan Thiết như ngày hôm nay phải nhắc đến một sự kiện rất quan trọng trong quá khứ là hiện tượng Nhật thực toàn phần đã diễn ra vào năm 1995. Trong đó, thị xã Phan Thiết lúc bấy giờ là một trong những nơi quan sát tốt nhất trên thế giới, đã khiến nơi làng chài biển bình yên này lần đầu tiên chứng kiến lượng du khách khổng lồ cũng như đủ loại mọi phương tiện đến đây, và cũng khiến nơi đây lần đầu tiên trải nghiệm được cảm giác kẹt xe như những đô thị lớn. Ở thời điểm đó, người dân và chính quyền chưa quy hoạch và làm du lịch quy mô lớn như bây giờ nên không thể đáp ứng được nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng của du khách. Những ngôi nhà của người dân bất đắc dĩ trở thành nhà trọ. Lần đầu tiên nơi đây đông vui đến thế. Chính quyền toàn tỉnh Bình Thuận ước tính toàn tỉnh đón khoảng 53.000 lượt khách chỉ trong dịp Nhật thực năm đó. Rất là nhiều nhà khoa học, khách du lịch trên thế giới lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Việt Nam. Những con đường huyết mạch của quốc gia hướng về Phan Thiết trở nên kẹt cứng. Mặc dù Nhật thực đã đi qua, nhưng nắng gió đặc trưng của miền biển vẫn ở đó. Sự hoang sơ của thiên nhiên Phan Thiết đã níu chân rất là nhiều du khách trở lại. Nhiều người lần đầu được biết đến vẻ đẹp tuyệt vời của đất trời và biển gió nơi đây, và thế là du lịch biển Phan Thiết phát triển như ngày hôm nay. Về đêm, ngoài chức năng là một cái vòng xoay thì khu vực này còn có chức năng như một cái công viên, cũng có một vài người đang vui chơi ở đây. Nhìn chung thì mình khá là ngạc nhiên, vì dù sao thành phố Phan Thiết cũng là một thành phố du lịch có tiếng, nhưng gần như về đêm không có hoạt động du lịch nào đáng kể. Ngay cả khu chợ đêm cũng không có. Đêm đến mình chỉ biết dạo vài vòng rồi đi về khách sạn mà thôi. Rồi đó các bạn, thước phim này cũng đã kết thúc một ngày khám phá thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Đối với mình, dù là thành phố du lịch khá có tiếng, nhưng phải nói thật lòng, ngoài yếu tố tự nhiên ra thì không có quá nhiều điểm vui chơi giải trí có thể níu chân du khách lại ở đây. Và như mình có nói thì ngoài cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp, đa dạng, thì mình có 3 điều rất ấn tượng về nơi đây. Điều thứ nhất đó là đồ ăn ở đây phải nói rất phong phú, mặc dù có vị hơi ngọt một chút nhưng nhìn chung cũng khá là ngon. Điều thứ hai là chi phí sinh hoạt ở đây khá là thấp. Và điều thứ ba là ở con người
người ở đây rất là hiền hòa, thân thiện và rất là đáng yêu luôn mọi người. Nếu có dịp đến Phan Thiết thì các bạn cứ kiểm chứng của lời Hữu nói nha. Còn bạn, bạn ấn tượng điều gì nhất về thành phố Phan Thiết ở tỉnh Bình Thuận này, hãy cho Hữu và mọi người cùng biết luôn nha. Cũng đừng quên share, like và đăng ký kênh này của Hữu nha. Còn giờ xin chào tạm biệt mọi người. Xin chào.